Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm hoa tai ngọc cẩm thạch may mắn. Hoa tai ngọc cẩm thạch may mắn kết hợp giữa ngọc cẩm thạch thiên nhiên và vàng 18K bền đẹp chất lượng. Sản phẩm mang lại nét thanh lịch, quý phái và thời trang cho người đeo. Với đường nét chế tác tinh xảo, độc đáo, phù hợp với nhiều kiểu trang phục và phong cách thời trang đa dạng, ngọc cẩm thạch còn chứa nguồn năng lượng dồi dào, là viên đá của tài lộc, bình an và hạnh phúc. Vì vậy, sản phẩm rất được phái đẹp ưa chuộng, là món quà đặc biệt ý nghĩa cho người thân yêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.